Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 31 tháng 10 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Thủy Tiên trao tiền mặt Xuân Phúc biếu hộp không. Kể từ hôm 27 tháng 10 năm 2020 đã có mặt tại miền Trung để cứu trợ cho người dân bị lũ lụt đợt 2 đến nay, Thủy Tiên cùng ekip vẫn miệt mài đi đến từng xã thôn để trao tiền đến tận tay người dân. Hành động của người ca sĩ được nhân dân cả nước tin tưởng, trao gửi trên 150 tỷ đồng để ủng hộ khúc ruột miền Trung, càng làm nổi bật sự tương phản trong bức tranh dân làm từ thiện, quan đi cứu trợ. Ngày đầu tiên, 27 tháng 10, Thủy Tiên đã có mặt tại các xã Cẩm Thành, Cẩm Vĩnh, Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh để trao hỗ trợ 33.000 dân bị ngập sâu, hoàn toàn trắng tay sau lũ vì đồ đạc và vật nuôi trôi hết. Đây là hình ảnh Thủy Tiên hỗ trợ trả nợ ngân hàng 200 triệu đồng cho ông Trần Văn Báu, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh bị trắng tay vì lũ. Thủy Tiên đã trao đến từng người dân một khoản tiền mặt để tái thiết cuộc sống. Cũng trong ngày 27 tháng 10 năm 2020, Thủy Tiên đã đột nhiên trao tới 200 triệu đồng cho một cụ ông ở Hà Tĩnh bị mất trắng sau lũ. Sau khi lắng nghe và chia sẻ về chuyện gia đình ông vừa mới vay ngân hàng 200 triệu đồng để làm trang trại và mất trắng, trong vài phút ngắn ngủi, Thủy Tiên đã quyết định táo bạo trao ngay cho ông 200 triệu đồng để trả nợ giúp ông. Nói về quyết định mà ngay cả chồng cô, cầu thủ Công Vinh phải gọi là gan, chẳng ai dám quyết định số tiền 200 triệu trong chưa đầy một phút đâu. Thủy Tiên đã chia sẻ, mình nghĩ là khi con người ta đã vào đường cùng thì một là cứu cả, hai là không. Một quyết định có thể thay đổi cuộc đời người ta. Mà ông cũng phải như thế nào thì cả làng và cả xóm ai cũng nói vào cho ông. Lúc ông cầm 200 triệu, cả làng xóm ai cũng mừng cho ông. Thử nghĩ quanh năm làm lụng vất vả, giờ mất hết không còn gì, đường cùng ăn không có mà nhà cũng bị mất luôn, thì cả nhà 6 người dựa vào ông sẽ sống ra sao? Thôi thì giúp ông làm từ số âm quay về số 0, bắt đầu lại từ đầu ông nhé. Mừng cho ông bao đêm mất ngủ, khóc sưng mắt vì tủi thân, nay chắc có một đêm ngủ ngon giấc rồi. Đời người chẳng gì bằng một đêm ngủ ngon giấc ông nhỉ. Và mong mọi người ai cũng bình yên. Sang đến ngày 28 tháng 10 năm 2020, Thủy Tiên đã di chuyển đến tỉnh Quảng Bình để tiếp tục công cuộc hỗ trợ người dân sau lũ ở đây. Địa phương đầu tiên của tỉnh Quảng Bình được Thủy Tiên ghé thăm là thôn Trầm Mé, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, nơi nước sông dâng cao đến 10 mét. Cùng ngày 28 tháng 10, ekip đã trao tiền cho gần 1.000 hộ dân ở xã Tân Hóa và hơn 1.000 hộ dân ở xã Minh Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Tới chiều ngày 28 tháng 10, Thủy Tiên đã di chuyển đến xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình để ủng hộ 1.000 dân ở đây. Đây là hình ảnh Thủy Tiên rút số tiền lớn để trao cho mấy chục nghìn dân ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Đến địa phương nào, nữ ca sĩ này cũng phát video trực tiếp để cộng đồng có thể tự cùng theo dõi. Trong video có thể thấy do hình ảnh hưởng của bão số 9 mà miền Trung mưa xối xả, nhưng người dân vẫn đội mưa đến gặp Thủy Tiên để nhận trợ giúp. Còn Thủy Tiên cũng không hề hà, mặc áo mưa, xông pha, giao tiền tận tay bà con. Sáng ngày 29 tháng 10, đoàn của Thủy Tiên đã có mặt tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình để hỗ trợ 13.000 dân nơi đây. Trong một bài viết vào ngày 29 tháng 10, cô đã chia sẻ hình ảnh hai vợ chồng cô đi rút tiền ở ngân hàng và đếm tiền muốn gãy cả tay. Ngay trong ngày hôm nay, Thủy Tiên đã trao tiền mặt cho 1.600 hộ dân xã Sơn Thủy, 2.700 dân ở xã An Thủy, 1.232 hộ dân ở xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy. Sang đến ngày 30 tháng 10, cô tiếp tục trao tiền cho gần 1.000 hộ dân tại xã Hoa Thủy, 2.541 hộ dân xã Liên Thủy, 1.401 hộ dân xã Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy. Việc nữ ca sĩ Thủy Tiên nói riêng và những nhóm thiện nguyện đã lặn lội vào từng nhà người dân vùng lũ dữ hoàn toàn trái ngược với những hình ảnh bóng lộn của đoàn quan chức từ Ba Đình. Đây là hình ảnh các quan chức đăng trên báo Tuổi Trẻ về việc đi cứu trợ người dân. Facebook Ngô Đồng viết như sau: một bao gạo nhỏ giúp người dân vùng lũ lụt mà có tới 3 cán bộ khiêng. Đây là một trong những hình ảnh phản ánh tính đề cao hình thức. Điều này trái ngược với cách làm từ thiện tự phát của người dân. Lạc điệu với người dân đang lầm than, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức đại hội tại nhiều tỉnh thành. Ở những đại hội như vậy, một hình ảnh tốn kém quen thuộc là hoa, cờ và kết quả là 100% trúng cử. Mới đây, ông Nguyễn Xuân Phúc cũng tuyên bố trích quỹ 500 tỷ đồng cứu trợ dân miền Trung lũ lụt. Thế nhưng,
lời hứa này bị nhiều hoài nghi. Người ta vẫn nhớ lời ông Phúc nói về thịt heo giảm giá hoặc là gói cứu trợ COVID-19 lên tới 62.000 tỷ đồng, nhưng tất cả chỉ có trên TV mà thôi. Và người dân đã quá ngán ngẩm với cách cứu trợ của chính quyền, các quan chức cứu trợ người dân nhưng ưa hình thức, không công bằng và tham nhũng tràn lan. Qua những đợt lũ lụt như thế này, lại có dịp để người dân thấy rằng chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam không giúp được gì nhiều mỗi khi đất nước đối mặt với thiên tai, thảm họa. Vai trò của xã hội dân sự rất quan trọng, dân chỉ có thể dựa vào nhau chứ không thể đặt niềm tin vào bộ máy nhà nước cồng kềnh và quan liêu đầy tham nhũng. Chưa dừng ở đó, cách trao quà của người đứng đầu chính phủ, đó là ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc như hôm 24 tháng 10 vừa qua, đã khiến dư luận không khỏi bức xúc. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc về Quảng Bình thăm hỏi tặng quà người dân vùng lũ lụt. Facebook Ngọc Thu đã viết như sau: sau hơn một tuần bão lũ hoành hành tại miền Trung, người chết, nhà cửa, của cải tiêu tan, thì người dân tại vùng rốn lũ Quảng Bình được đón tiếp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến hỏi thăm, động viên và tặng quà cho họ. Cùng đi với ông Phúc là một đoàn đông đảo bộ trưởng các bộ, các ngành như Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục, Bộ Lao động và Thương binh và Xã hội, vân vân. Những món quà động viên được gói rất tươm tất, nhưng mà không ai biết được rằng trong đó những có thứ gì và đều được ghi là quà của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng. Cũng tương tự như thế, trường mầm non Hiền Ninh tại xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh được trao với nội dung như sau: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng 100 triệu đồng khắc phục hậu quả bão lụt. Tuy nhiên, phóng viên phải nhanh tay ghi lại những hình ảnh để PE cho ngài Thủ tướng của Việt Nam. Tuy nhiên, những nhãn ghi quà của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng gây ấn tượng là những món quà được mua từ tiền riêng của ông Nguyễn Xuân Phúc hay lại từ ngân sách của nhà nước. Ông Phúc lại mượn đầu heo nấu cháo. Khi cơn bão đã đi qua, nước bắt đầu rút thì phái đoàn của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mới xuất hiện tại vùng rốn lũ, là những người có bổn phận và trách nhiệm đối với người dân. Nhưng sao các ông và các bà lại quá chậm chạp khi người dân cần sự giúp đỡ của các ngài? Còn ca sĩ Thủy Tiên, các tổ chức tôn giáo và các cá nhân làm từ thiện luôn đi trước vì cái tâm, vì nhân dân. Đi thăm, động viên và tặng quà, không phải vậy là xong. Là những người điều hành đất nước, các ông, các bà phải nỗ lực diện tật gốc thảm họa mà năm nào người dân miền Trung cũng phải hứng chịu, như ngăn cản việc rừng tiếp tục bị tàn phá, trồng lại rừng hoặc là duyệt xét dẹp bỏ các công trình thủy điện có năng suất thấp. Nếu làm được những việc trên, thì chính phủ của ông Phúc mới thật sự quan tâm đến nỗi thối khổ của người dân miền Trung luôn bị lọt vào giữa hai gọng kìm thiên tai và nhân tai. Còn Facebook Nghĩa cũng nhận định rằng của cho không bằng cách cho. Đây là hình ảnh những hộp quà được bọc kỹ lưỡng và dán nhãn Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tặng rất bóng bẩy. So với cô ca sĩ Thủy Tiên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc quá rườm rà. Thủy Tiên tìm đến tận nhà và nói: con biếu cô 10 triệu, người được cho nói đâu câu cảm ơn rồi đút tiền vào túi là xong. Thủy Tiên lại đến nhà khác. Còn ông Nguyễn Xuân Phúc trước đó phải in chữ bằng các màu đỏ và vàng trên giấy ngoại, dán vào hộp cắt tông, điệu dân đến cơ sở chính quyền yêu cầu phóng viên chụp hình mới có người được cho quà mang quà về. Còn Facebook Nguyễn Giản Đôn cũng bình luận như sau: Thủ tướng ăn lương do dân trả, Thủ tướng nghênh ngang mang quà tặng cho dân cũng là tiền thuế của dân chi ra. Gói quà của Thủ tướng bố thí cho dân in mác đỏ rườm rà, vàng đỏ loè loẹt cũng là trích từ tiền thuế của dân để ra để trang trí cho ách, cho ai. Xe Thủ tướng và nhóm bậu nhậu đi làm việc từ thiện cũng là tiền của dân. Lấy tiền của dân mang lại tặng cho dân thì mỗi người chúng ta ai cũng làm được. Sai trẻ con, người vô học hay kẻ vô tri thì họ vẫn đều làm được việc như Thủ tướng mà không cần phải trả lương. Tiền mà ca sĩ Thủy Tiên mang tặng cho bà con nghèo khó, gặp nạn là tiền do chính cô cùng bạn bè đứng lên đi quyên góp từ những người và những tổ chức hảo tâm. Gói quà của cô lại đơn giản, kịp thời, không cần hình thức giả tạo như Nguyễn Xuân Phúc. Dân được nhận trực tiếp và vô tư từ trái tim nhân hậu của người trao tiền nhờ Thủy Tiên mang tới. Quả là cơn bĩ cực mới hiểu rõ tâm địa của con người. Một chính phủ với bộ máy cồng kềnh, hàng ngàn người ngồi chật cả một lăng Ba Đình, họ ăn cơm, mặc áo của dân, mà giờ đây làm việc thiện để giúp dân lại thua một cô ca sĩ. Dân không mất một xu nào để nuôi cô ca sĩ này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay, thứ Bảy, ngày 31 tháng 10 năm 2020 với bản tin Thủy Tiên trao tiền mặt, Xuân Phúc biếu hộp không. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn nhận được những bản tin
mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.